Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Phó Ban Thường trực kiêm Ban Hoằng pháp Trung ương, Viện chủ chùa Hòa Khánh. Kính bạch Thượng tọa trụ trì cùng chư tôn thiền đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, con xin được đành kính đảnh lễ và tri ân Hòa thượng Viện chủ cũng như chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Hòa Khánh. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một ngày tu Bát Quan Trai thật sự an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì có nhân duyên tôi được trở về thăm chùa và thăm các vị. Xin thưa các vị, thì sau những tháng ngày vất vả trong những năm của dịch Covid, những cái cơ hội để tập trung tu học các đạo tràng chúng ta bị giới hạn gần như tối đa. Nhưng năm nay chúng ta thấy gần như là dịch bệnh được kiểm soát gần như hoàn toàn, nó cũng không còn cái ảnh hưởng lớn nữa, cho nên các đạo tràng bắt đầu dần dần khôi phục và chúng ta tập trung trở về tu học tương đối đông đủ. Thì những tháng ngày điều hiu trôi qua đó, chúng ta đôi khi cũng nhớ chùa, nhớ pháp, nhớ các thầy. Còn các thầy thì đôi khi cũng nhớ các vị, nhớ các đạo tràng. Vì nghề nghiệp giảng sư á, là cái nơi mà để gọi là đi tập trung, để gặp gỡ, để chia sẻ vậy. Mà khi mà không làm được những điều đó đó, nó cũng buồn lắm các vị. Nó cũng thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Cho nên là khi được lặp lại như thế này thì các vị giảng sư nói chung hay là các thầy như tôi như thế này thì cũng rất là vui. Mà vui hơn nữa đó là đặc biệt nhất là gặp lại những gương mặt cũ. Sao mà vui cái điều đó biết không? Tức là qua Covid rồi mà vẫn sống được là may mắn, là hạnh phúc. Chúc mừng cho toàn thể các vị còn có mặt ở nơi đây. Sự thật với các vị á, trải qua những tháng ngày của cuộc sống, chúng ta có nhiều kinh nghiệm và chúng ta thấy rằng cuộc đời vô thường và cuộc sống của thọ mạng của con người đó thì không quá dài cho chúng ta để có thể làm tất cả những việc theo ước mơ của mình. Đời đã không dài rồi, nhưng mà trong những thời gian chúng ta có mặt trên cuộc đời á thì dường như chúng ta khổ nhiều hơn vui, có phải không? Và chính vì vậy á, chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế Đức Phật nói là gì? Đế đầu tiên là gì? Rụ đế. Không phải hả? Vậy chứ gì đế? Khổ đế. Chân lý đầu tiên Đức Phật nói khổ đế. Tức là cái sự thật trên cuộc đời này là khổ nhiều hơn vui. Vì khổ là bản chất của cuộc đời. Ví dụ như các vị thấy vừa qua ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, sau trận động đất là hơn 40.000 người phải chết. Một con số rất là đáng kinh sợ. Rồi những người còn lại đang là đó, họ còn sống trong những vùng gần là dễ bị tâm chấn đó. Họ không dám ngủ các vị. Họ không dám tắm. Họ không dám dành thời giờ ăn nhiều nữa. Vì họ ngủ nhưng mà họ ngủ ngồi. Tức là ngủ trong tư thế sẵn sàng để mà có thể chạy nhảy hay là có thể là tìm cách thoát thân. Những bài báo viết mà chúng ta đọc những trường hợp đó, chúng ta thấy nó rất là xót xa. Cái ám ảnh sau cái chết kinh hoàng của động đất đó, nó làm cho con người bị sợ hãi. Và các vị thấy sống trong tâm trạng đó làm sao hạnh phúc được, làm sao vui được. Ví dụ các vị thấy sau trận sóng thần của Nhật Bản, người Nhật Bản rơi vào trong khủng hoảng trầm trọng. Rồi chúng ta thấy vừa rồi mấy năm Covid của thế giới nói chung, hay là những cái sự tàn phá của Covid trên đất nước chúng ta, cái thương đau đó, chúng ta thấy những cái cảm giác mà sợ hãi và bất an và hoang mang cho cuộc sống, nó làm cho con người làm sao hạnh phúc được, làm sao vui được. Muốn vui cũng không vui được nữa, tại vì nó không có động lực để mình vui.
À, và vì vậy chính cái chỗ đó mà trong những cái thời pháp các thầy góp phần để làm động lực cho chúng ta. Động lực để chi? Để giảm bớt cường độ đau khổ. Ở đây tôi muốn nói là không mang cái nghĩa chấm dứt khổ nha, chỉ muốn nói là giảm bớt cường độ gây đau khổ cho chúng ta và làm cho cuộc đời chúng ta có cái niềm vui tương đối kéo dài hơn so với khi chúng ta chưa hiểu và giác ngộ được Phật Pháp. Thì đó là cái cách mà trong Phật Pháp các thầy có thể góp phần chia sẻ được với chúng ta. Vừa rồi tôi sang Mỹ Hoằng Pháp, tôi có ghé thăm Hòa Thượng Nguyên Trí. Thì thật ra Hòa Thượng đang trong giai đoạn bệnh cũng nặng đó, Hòa Thượng chạy thận. Và Hòa Thượng chuẩn bị lên xe đi chạy thận thì tôi tới. Thì khi tôi ghé thăm đảnh lễ Hòa Thượng, nhưng mà sao tôi nhìn thấy không có ra cái vẻ Hòa Thượng đang bệnh. Tôi thấy Hòa Thượng vẫn vui, vẫn lạc quan, vẫn tự tin, vẫn có một cái phong thái bình thường. Cái tôi mới thưa với Hòa Thượng là ủa con nghe nói thị giả nói là Hòa Thượng chuẩn bị là qua bệnh viện chạy thận, nhưng mà sao con nhìn Hòa Thượng không có cái vẻ gì để chuẩn bị đang chạy thận hết á. Cái Hòa Thượng mới nói là tôi khổ tôi cũng đâu bớt đau đâu, cho nên là tôi cứ lạc quan và hiểu được Phật Pháp như vậy, tôi cứ vui, tôi cứ thoải mái, những tháng ngày còn lại tôi cũng sống cứ lạc quan, yêu đời, vẫn bình thường. Và đau bệnh là chuyện của đau bệnh, lạc quan là chuyện của Hòa Thượng. Cho nên Hòa Thượng có nói một câu là hãy cười, hãy vui cho đời bớt khổ. Và tôi thấy đây một cái người mà có tuổi tác, lại có những cái căn bệnh nặng như vậy, nhưng mà Hòa Thượng vẫn vui. Và Hòa Thượng nói tôi một câu là có khổ đâu có bớt bệnh đâu, có khổ cũng đâu bớt đau đâu, cho nên chúng ta nên vui. Vì vậy tôi tiếp thu được cái nghĩa này từ những con người thật trong cái vấn đề gọi là ứng dụng Phật giáo trong cái đời sống và cái tâm của một con người tu. Thì tôi cũng muốn lấy đó để chia sẻ với các vị, để góp phần để làm cho chúng ta trong một cái khóa tu đầu tiên, cũng là cái ngày đầu tháng, cũng lại là cái ngày đầu tuần, cho nên tôi muốn chia sẻ những cái ngày đầu cái gì nó tích cực một chút. Thì tôi chia sẻ cái bài giảng là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Và nhớ nha, khi đã nghe bài giảng này là suốt tuần này, là ít nhất suốt tháng này là tốt hơn. Và đặc biệt nhất là khóa tu đầu tiên cho đến khóa tu cuối cùng vẫn vui. Xin thưa các vị, tôi lấy cái này trong một cái bài giảng gọi là có một cái bài hát là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Các vị có nghe bài hát này không? Thì tôi nghe loáng thoáng tôi có nhớ mấy câu là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui á. Chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi chọn gì? Tức là tôi chọn gió về mời em giữ lấy á, để mắt em cười tợ gió bay. Đại khái là cái câu như vậy. Tức là ở đây tôi muốn nói với các vị trong cái nội dung này, cái gì để biểu hiện cho chúng ta niềm vui? Hả? Nụ cười là cái để thể hiện niềm vui. Vậy thì ở trong cái bài hát đó là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Thì ở đây các vị thấy rằng chưa hẳn nụ cười hoàn toàn là vui. Nhưng mà cơ bản khi các vị gặp một người cười và một người... Các vị thích nào? Các vị có cảm giác nào? Hả? Như vậy các vị có cảm giác thoải mái hơn khi một người cười, dù cái nụ cười chưa thật sự an lạc. Các vị thấy không? Các vị đi đến đâu cũng vậy. Sáng này ví dụ tôi được là giảng sư được mời đi, mà các vị thấy tôi đi vô tôi nhìn từ đầu tới vô sao tự nhiên cảm thấy không có quan hệ, phải không? Không biết thầy như thế nào nhưng mà tự nhiên cảm thấy là không có quan hệ. Mình đi đến một cơ quan mà mình gặp người đang, thậm chí một người đang gọi là gì ta, đang giữ cửa của cơ quan thôi nhưng mà họ không có cười với chúng ta cũng cảm thấy sao?
cũng cảm thấy áp lực nặng nặng chứ. Mình đi đến sáng mình đi mua một cái gì đó, mình đến một cái quầy nào mình mua đồ, hay đến một siêu thị mua đồ, những cái người ở cổng hay là ở các nơi phục vụ, họ gầm gầm, họ trì trịch với chúng ta, họ không có một cái nụ cười, họ không có một cái ánh mắt cởi mở với chúng ta, thì chúng ta thấy làm sao? Ngày nay xui rồi. Có vẻ hôm nay xui rồi, đi gặp những người này không có vui, không có hoan hỷ. Vậy thì các vị thấy rằng trong cuộc đời nụ cười á, nó phản ánh cơ bản là có thể không hoàn toàn trung thực với niềm vui, nhưng nó vẫn làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Trong cuộc đời các vị thích nghe tiếng cười hay nghe tiếng khóc? Đó, không biết nó cười về lý do gì, nhưng mà nghe tiếng cười vẫn cảm thấy gì? Ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ, phải không? Dù nó cười nó mới cái gì đó, nó mới cãi lộn nhau hay là mới cái gì đó cũng không sao. Nhưng mà cái tiếng khóc chúng ta cảm thấy thế nào? Chưa biết nó khóc vui hay là khóc khổ, nhưng mà nghe khóc là sợ rồi đó, có phải không? Cho nên trong đời á, thích nghe tiếng cười hơn nghe tiếng khóc. Và vì vậy trong nghệ thuật xã giao và cái thuật đắc nhân tâm là người ta khuyến khích và người ta yêu cầu chúng ta nên cười và nên tập cười. Bởi vì cái đó là cái mà gọi là cởi mở và tạo cái cơ hội cho sự xã giao, giao tế, mọi thứ nó tốt hơn, nó có ý nghĩa hơn và nó có hiệu quả hơn. Làm ăn cũng vậy. Cho nên các vị thấy rằng cái nụ cười nó không hoàn toàn là nó nói lên sự hạnh phúc thật sự, nhưng mà dù sao cười vẫn tốt hơn khóc, cười vẫn tốt hơn hơn gì đó trầm mặc, cười vẫn tốt hơn nhăn. Có phải không? Để nói lên cái điều này là trước khi tôi nói là cái cười là một niềm vui á, mấy chục năm về trước tôi có nghe một cái radio, thời điểm đó nghe radio thôi các vị là quý lắm rồi. Thì trên radio nó có tổ chức một cái cuộc thi, mà thi cái này là thi bốn giọng cười. Thì lúc đó tôi mới lắng nghe, tôi nói ồ làm gì mà cười có nhiều giọng như vậy, nhiều nghĩa. Thì ở trong đó người được thi, người tham dự thi á, là phải cười cho làm sao mà ban giám khảo phải đồng ý là cái cười nó phản ánh bốn tiêu chí. Thứ nhất là cười để gọi là cười vui vẻ, cái này dễ hay khó? Một là cười vui vẻ, hai là gì? Cười đau khổ, ba là cười ngạo nghễ, và bốn là cười cười châm biếm. Đúng rồi, là cười châm biếm. Xin cảm ơn cô. Thật ra mà nói các vị biết không, tôi nghe cái này tôi rất là chú ý, tò mò để tôi nghe coi họ cười như thế nào để mà có thể ban giám khảo nhận ra. Ví dụ bây giờ á, cười vui vẻ thì dễ hay khó? Quá dễ rồi. Đâu cô thử cười vui vẻ thầy coi. Tự cô cười đó đã sẽ vui vẻ rồi, đúng không? Tự nhiên thầy hỏi cô mắc cười là đã vui vẻ rồi, đúng không? Cái này nó là một phản xạ rất tự nhiên và rất dễ. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, có khi nào cười đau khổ không? Hả? Đau khổ mà vẫn cười. Cho nên ngày xưa các vị có một cái bài thơ, như tôi nhớ không lầm là của Nguyễn Công Trứ á, là cái bài thơ mà ăn ở sao cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó há rằng chơi, nghe như chọc ruột tai làm điếc, giận dẫu căm gan rồi sao miệng mỉm cười. Như vậy cái cười đó là hạnh phúc hay đau khổ? Đau khổ đó. Nhưng mà cái đó nghe qua câu từ thôi, nhưng mà mình chưa nghe được cái âm thanh của cười đau khổ. Ai đã từng nghe được âm thanh của cười đau khổ và đã từng cười đau khổ rồi, ở trong đây các vị thể hiện một người cho thầy nghe và xem thấy mọi người cũng nghe. Hả? Ai thể hiện được người coi? Hả? Giọng cười đau khổ và nó ra cái chất nào để gọi là cười đau khổ đâu các vị? Người nào đã biểu diễn một người cho đại chúng cùng xem coi. Hả? Cô đã từng thấy chưa?
chưa? Ở đây ai thấy? À, cô thấy, nghe chưa? Nghe rồi, đâu cô diễn tả lại thử cái âm thanh cười đau khổ cái như thế nào à? Hả? Cười sao gọi là đau khổ? Hả? À, cười như muốn khóc, cười sao giống như muốn khóc đâu, cô làm thử thầy coi coi. Xin thưa với các vị. Rồi, ví dụ như là cười gọi là cười gì nữa? À, cười kiêu ngạo à, hay là gọi là cười khinh bỉ đó. À, rồi là cười gì? Cười châm biếm. Thì sự thật rằng đúng là mỗi một cái tính chất cười, mỗi một cái cười nó có cái tính chất khác nhau, nó có những mục đích khác nhau, và thật sự nó cũng có biểu hiện khác nhau. Cái này là sự thật. Cười vui vẻ nó khác, cười đau khổ khác, cười châm biếm khác, cười ngạo nghễ khác. Nhưng mà tất cả nó đều phản ánh nụ cười. Để tôi nói với các vị á, là cười chưa hoàn toàn là hạnh phúc, nhưng mà dù sao cười nó vẫn tốt hơn là những cái biểu hiện khác. Mà nhất là cười làm sao để thể hiện cái nụ cười hoan hỷ à. Chứ đừng có đôi khi là cười, người ta cũng nói là cười là tiếng khóc, cười là tiếng khóc khô không lệ à. Thầy Huệ Đăng là hay nói với tôi những cái điều này, cười là tiếng khóc khô không lệ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng dù sao cười vẫn tốt hơn. Các vị nên nhớ rằng cái cười này chúng ta thường xuyên là chúng ta đòi hỏi nó phải có cái điều kiện để chúng ta mới cười. Tức là nếu đứng về mặt niềm vui á, là chúng ta vui mới cười, ăn bữa ăn ngon mới cười. Hôm nay xuống bác quan trai mà dù đi tu nha, nhưng mà được một bữa ăn nó thú vị, nó hợp khẩu vị, thích không? Hả? Thích sống thích à. Nhưng mà hôm nay dù là một cái bữa bát quan trai, mặc dầu đi tu nhưng mà nó không hợp khẩu vị thì sao? Cười gượng thôi à, không? Tức là không được quan hỷ lắm. Nhưng mà cái gì quan hỷ thì sao? Là vui, là cười. Chúng ta thường nghĩ rằng cần phải có những cái điều kiện để làm cho mình cười, nhưng mà chúng ta không suy nghĩ được rằng là hãy cười đi để cho mình có được niềm vui. Chúng ta nhớ rằng hai câu này nó có cái nghĩa khác nhau nha. Các vị vui các vị mới cười, đúng không? Như vậy thì ở đây cái nụ cười của các vị phải lệ thuộc vào là phải có những cái yếu tố để làm cho các vị vui. Vậy thì các vị thử một ngày, một tuần, một tháng, cái điều kiện để làm cho các vị vui được bao nhiêu? Hả? Và cái mà diễn ra để các vị phiền muộn, để các vị khó chịu, để các vị bực mình á, là bao nhiêu? Hả? Vậy thì các vị thấy rằng nếu nụ cười của chúng ta nó xuất phát từ cái chúng ta phải được cái gì vui á, là chúng ta mới cười, thì thiệt ra là khiêm tốn lắm à. Nếu một người tích cực, chúng ta sẽ chuyển đổi lại thành cái nghĩa như thế này là hãy cười để mình được vui, chứ không phải là có cái gì vui để mình cười. À, các vị hiểu ý này không? Và như vậy, cái cười để nó nằm trong cái sự làm chủ của mình về các việc. Ví dụ bây giờ, hôm nay các vị không có cái gì vui, vậy chẳng lẽ suốt ngày hôm nay các vị phải buồn à? Hay là cả ngày hôm nay các vị không được cười à? Cho nên tôi nói với các vị á, dù các vị đang đau khổ, dù các vị đang có chuyện phiền muộn phiền, dù các vị đang có chuyện bực mình, dù các vị đang có việc lo lắng, việc đó có nghĩa là cái đương nhiên. Nhưng mà các vị trầm tư hoặc là các vị nhăn nhó cho những cái vấn đề mà các vị nó mắc phải ở trong cảm giác của chúng ta đó, và các vị cười trong lúc các vị mắc phải những điều đó, các vị sau cái nụ cười các vị sẽ thấy nó thay đổi cảm xúc và thay đổi tâm trạng. Các vị thử nghe lời tôi có gì không? Ngày nào các vị không được vui, cái việc gì tôi không biết nhưng mà nó xuất phát từ cái không vui, và thậm chí chúng ta có thể trở thành cái người mà gọi là nhăn nhăn nhó nhó gì đó. Bởi vì không vui là dễ nhăn lắm. Bản thân ai cũng vậy, tôi cũng vậy vậy. Tôi mà không vui tôi cũng nhăn, mà nhăn tôi dễ sợ lắm à. Có phải không? Nhưng mà các vị thử vào trong gương của mình, các vị soi vào gương và nhìn mình,
và các vị cứ cười, các vị hãy chủ động để cười. Cái đó nó tự nhiên nó tạo một sự giãn nở về cơ mặt một cách gọi là vật lý đó. Rồi tự nhiên cái cơ mặt nó được giãn nở, thần kinh tự nhiên bắt đầu nó thư giãn theo. Nó thư giãn với tính cách vật lý chứ không phải là tâm lý. Nhờ chúng ta chủ động kích phát vật lý của nó, nó làm cho cái cơ miệng của mình, cơ mặt của mình được giãn nở, và nó kích thích thần kinh thư giãn theo. Và tự nhiên thần kinh thư giãn theo là cái cường độ đau khổ, lo lắng, buồn hay là giận gì đó của các vị nó sẽ giảm theo đó một cách rất là rõ. Và nếu ở mức độ tốt hơn, ngay đó các vị có thể tự nhiên đứng vững lại được cái tâm trạng của mình. Cái này các vị thử đi. Cho nên cái câu người ta nói rằng cười cho đời bớt khổ đó, câu này là một sự thật. Tự nhiên các vị có thể trong đau khổ các vị vẫn cười. Các vị đừng nghĩ rằng vô duyên quá, tự nhiên đau khổ mà cười. Không phải. Các vị làm cho cái cường độ đau khổ của các vị tự giảm lại một cách gọi là bằng cách là mình tự chủ được. Có thể các cái việc nó không vui là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà nếu các vị lao theo tâm trạng đó để tất cả những cái hệ thống thần kinh cơ quan của mình, biểu hiện sắc diện của mình, ánh mắt của mình, tất cả mọi thứ đều không vui hết, thì các việc nó sẽ tồi tệ hơn. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên đây là cái câu mà đầu tiên tôi chia sẻ với các vị ở chỗ là mình hãy làm giảm cường độ của khổ đau và rút ngắn lại những cái thời gian kéo dài về khổ đau. Thì ở đây những người tu học của mình cần phải nắm một vấn đề, và trong Phật Pháp của mình có rất nhiều phương pháp để giúp cho mình kiểm soát được cái tâm trạng, cảm xúc, và nhất là những cảm xúc tiêu cực. Cho nên các vị cứ cười, nhưng mà ở đây là mình không có cười một cái cách gọi là không đúng chỗ nha. Đi đến đám ma mà cứ cười là chuyện bậy bạ. Có phải không? À, mình đi đến đám tang nhà người ta mà cười cho đời bớt khổ là cái đó. Các vị người ta hỏi sao các vị vô duyên vậy, nó ông Phước Tiến dạy là chết tôi. Các vị nữa, tôi không có khuyến khích là cười nó không đúng chỗ nha. Tôi nói là khi mình đối diện với chính mình ở nhà mình này kia đó, đôi khi mình cười những người thân trong gia đình cảm thấy là bộ khùng hay sao mà cười kiểu đó. Nhưng mà không. Nó, cái đó là cái để gọi là mình làm giảm thiểu đi cường độ về đau khổ. Mình cười, có những người người ta nói là cười dối lòng. Không. Cái chuyện dối hay không mình không có biết. Cười không có tội lỗi. Tức là mang cái nghĩa đúng chỗ là nó không có tội lỗi. À, thì ở đây chúng ta làm sao để làm cho mình tốt hơn, đó là cái cách của mình. Chứ đừng nói là cười giả tạo hay là che đậy gì đó, không có. Cái chuyện giả tạo che đậy mình không tội lỗi, không có lường gạt ai và không làm đau đớn ai cái điều gì, đó là quyền của chúng ta. À, thậm chí có thể người ta nói mình khùng kệ nó, tôi khùng mà miễn tôi vui hơn được rồi. À, có phải không? Còn bây giờ cứ người ta không nói mình khùng nhưng mà mình buồn hơn, mình trầm tư hơn, mình đau khổ hơn, nó không có lợi. Cho nên nó có những cái mình phải vượt qua tất cả những cái việc mà gọi là theo thói quen, theo cái lời phán đoán của những người thông thường. Cho nên để có một cái ngày đầu tuần hay là một cái ngày mới của chúng ta nó được vui, tức là khi thức dậy, tức là chúng ta tạm quên đi tất cả những cái gì của ngày trước đó. Cái điều đầu tiên nhất là chúng ta hãy làm sao cho mình có một cái gì đó để thư giãn của ngày đầu tiên. À, cười cái đã. À, thậm chí là chưa ra khỏi cái chỗ giường ngủ là mình cứ bẻ cái cơ miệng như cười đó, kệ nó không thấy gì, cứ bẻ nó, bẻ cứ cười. À, dù không cứ làm như vậy. À, rồi vô trong nơi rửa mặt đó thì mình có gương đó, bắt đầu mình tập mình cười đó, cứ bẻ đi, cứ cười cho đừng có để cho cái cơ của mình bị sơ cứng. Và nó làm như vậy nó sẽ tốt cho các vị. Một điều nữa là gì? Nó hạn chế tối đa cái việc mà khi chúng ta bị sơ cứng, chúng ta sẽ bị cái tai biến mà giật cái cơ mặt của chúng ta đó, rất dễ xảy ra. Cho nên chúng ta massage hay là tự mình co giãn cái cơ miệng để mình cười, mình thư giãn đó, nó có lợi lắm các vị. Nó có lợi lắm. Cho nên ở đây
trong cái nội dung của tôi chia sẻ là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Có nghĩa là niềm vui này các vị tự chủ, chứ không phải niềm vui này do người khác mang đến. Dù người khác đem đến nỗi buồn cho chúng ta một cách vô tình hay cố ý, thì mình vẫn có cái cách ứng xử và cái cách gì đó để mình chọn một niềm vui. Để mình nói là người đời ban tặng cho mình niềm vui hiếm lắm các vị. Và hằng ngày chúng ta nghe chuyện khổ nhiều hơn chuyện vui. Cho nên làm sao chúng ta cảm giác rằng cái hạnh phúc mà mình tìm được nó có cái cơ sở, chứ mình không phải là một kẻ điên chọn một cái cách gọi là nó không có cơ sở. Tôi thấy có một cái câu mà cũng rất hay là: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm ngày mới để yêu thương. Như vậy thì chúng ta có được một ngày mới để yêu thương, để được hạnh phúc, để được tận hưởng một ngày vui không? Trước hết ngủ qua một đêm mà không chết bậy là vui chưa? Vui đó. Cái này vui thiệt nha các vị. Cái này là niềm vui của tôi đó. Các vị có nhớ là tôi có nói trong một số bài giảng đó, là ngày xưa tôi là sức khỏe không có tốt. Chính vì vậy cái tâm trạng của tôi lúc nào tôi cũng rất là sợ chết. Cho nên cái chữ vô thường trong tôi đó, tôi cảm nhận rất là sâu sắc. Mỗi một lúc ngủ là giống như một sự đài đọa tôi. Bởi vì tôi cảm giác rằng là mình có thể thức dậy được sau ngày mai không? Đó là tâm trạng mà lúc tôi bị bệnh. Cho nên các vị biết, cái chuẩn bị cho một giấc ngủ và để ngủ á, mặc dầu mình vẫn ngồi thiền niệm Phật theo chùa, theo môi trường đã được dạy đó mà, nhưng mà vẫn không có thể, cái tâm không được bình an, tâm không được an lạc, không được tin tưởng cho một giấc ngủ được tốt. Cho nên ngủ trong một cái trạng thái không an lành. Rồi sau mỗi lần mà mình giật mình thức giấc, cho dù là trở giấc hay là cho dù là đến giờ dậy, thì cái điều đầu tiên nhất của tôi làm gì các vị biết không? Tôi nhéo mình một cái. Các vị hiểu không? Tức là cái thực giật mình đầu tiên của tôi khi thức giấc là tôi nhéo mình một cái. Thì khi tôi cảm giác tôi đau, có nghĩa là tôi mừng. Khi cảm giác mình nhéo mình đau, cái là tự nhiên trong lòng mừng. Mừng là vì sao? Qua được, sống được một đêm. Cái câu này là một câu cảm nhận thật, chứ không hề là một cái câu thuộc về văn chương nha các vị. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm một ngày mới để yêu thương. Sự thật, các vị thấy rằng cái trận động đất vừa rồi ở Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc mấy giờ các vị biết không? Người ta cho mình biết được rằng là khoảng 4-5 giờ khuya. Các vị thấy cái giờ mà người ta đang ngủ say, và cái giờ người ta cứ nghĩ rằng là người ta sẽ chọn một đêm để an lành, để ngày mai đi làm, để có một ngày mới. Nhưng tới một cái giờ gần thức giấc rồi đó, nhưng mà không qua khỏi. Cho nên các vị thấy rằng để có một ngày mới, để mình được tận hưởng, để mình được hạnh phúc, mình được yêu thương, mình được sống trong cuộc đời, nói thì dễ nhưng mà không hề dễ nha các vị. Đó là những lúc mà chính bản thân tôi trải nghiệm. Và những lúc đó phải nói rằng mình sống trong một cái tâm niệm nó không có hạnh phúc, nó tràn đầy sự bất an. Mà mình muốn tìm một niềm vui hay là mình muốn cười với một ai đó, mình không thể. Và đa phần những thời gian đó mình mới tập tu, mình không có giải pháp thật sự, mình chưa tìm ra những cốt lõi của chân lý. Cho nên mình không có giải pháp thật sự, vì vậy mình muốn trốn lánh với tất cả những điều thực tế, để mình tự một mình ôm nỗi niềm của mình trong sự sợ hãi, buồn tủi và đau khổ. Tôi đâu có hiểu được những cái cách như thế này đâu. Đâu có ai dạy những cái cách thức à mình nên tập cười, tập nghĩ như thế nào đâu. Nhưng mà dĩ nhiên trong triết lý của Phật giáo có rất là nhiều điều để giúp chúng ta chuyển hóa những cảm xúc khổ đau. Dù là cái khổ đau, cái hạnh phúc đó mà nước được chuyển hóa, thì chúng ta lúc bệnh tật nè, chúng ta đang thất bại nè, chúng ta đang đau khổ về cái gì đó, chúng ta đang đau đớn cái gì đó, chúng ta vẫn có thể có được một niềm vui và vẫn có được cái lạc quan trong chính cái hoàn cảnh đó.
Các vị đọc kinh Phật, tức là các vị đọc kinh vào mỗi buổi chiều đó, hình như trong cái câu lưu hương xả nhiệt nó có cái câu chót là gì? Lửa diệm gì? Lửa diệm hóa hồng liên, có nhớ không? Nó nằm trong cái bài mà tán lưu hương của các vị đó. Lửa diệm hóa hồng liên là gì? Hả? Lửa diệm hóa hồng liên là gì? Đọc thôi chứ không biết nói gì. Hả? Thuộc lòng hết đó mà hỏi là ý câu đó nói gì? Cười trừ. Cười trừ. Xin thưa với các vị, cái câu lửa diệm hóa hồng liên có nghĩa là lửa dữ hóa sen hồng. Lửa dữ hóa sen hồng. Hay là trong một cái câu mà gọi là nó văn chương dí dỏm hơn là trong lò lửa rực một cành sen. Tức là sen mọc trong lò lửa, các vị thử nghĩ có thể hình dung được lửa nào mà có sen mọc trong không? Hả? Sen mọc ở đâu? Sen mọc trong bùn và tồn tại ở đâu? Nó ở dưới nước, trong mát, tất cả mọi thứ vậy. Nó trong cái độ lạnh, mọi thứ vậy. Thì làm sao sen có thể mà có thể mọc nở ở trong lò lửa được? Có phải không? Trong lò lửa là rụi luôn á, lấy gì mọc, đúng không? Nhưng mà cái ý đó nói gì? Lửa dữ lại quá sen hồng. Hay là trong lò lửa rực một cành sen. Đây là câu nói của một thiền sư Việt Nam. Vậy thì làm sao sen được mọc trong lò lửa? Vậy thì tôi hỏi với các vị, Đức Phật từng sánh ví thế gian này là gì? Có phải Đức Phật từng dạy trong kinh Pháp Hoa là tam giới vô an du như quả trạch không? Có phải không? Tam giới bất an nó giống như là sống trong nhà lửa. Như vậy nếu cái gì ở trong lửa gần như là bị thiêu trụi, vậy thì tại sao trong lửa dữ, dù là lửa dữ trong địa ngục hay là lửa dữ của tam giới, lại có thể có một cành sen được? Từ cái gì? Chúng ta tự làm sen cho mình. Nếu chúng ta không tự làm sen thì chúng ta sẽ bị thiêu trụi trong lò lửa đó. Lò lửa của tam giới, lò lửa của địa ngục, lò lửa của tất cả những điều bất như ý, những điều bất hạnh của trần gian, nó xung quanh trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy các vị phải tự làm đóa sen của chính mình. Các vị tự mỉm cười với chính mình là các vị đang tạo một đóa sen đó. Dù các vị đang bệnh tật, các vị đang thiếu nợ, các vị đang có những điều mà gọi là làm cho các vị cảm thấy bất an, không hạnh phúc, thì các vị vẫn có một cái gì đó để các vị cứu giãn lại được tâm trạng và tình thế của chính mình. Các vị đừng bị hoàn cảnh lôi theo. Thật ra điều này tôi nói không hề dễ, nhưng mà các vị phải làm. Dù khó khăn cũng phải cố gắng để làm. Tôi nói cái cố gắng này giống như là các vị bị tai nạn, đúng không? Các vị bị thương, bị gãy chân, bị cái gì đó. Thì khi vết thương của các vị chưa lành là bác sĩ đã tập vật lý trị liệu hoặc là tập cho các vị, đúng không? Hay là các vị bị mổ ruột thừa đi. Các vị mổ ruột thừa, mỗi lần các vị ngồi dậy nó dễ không? Nằm mà ngồi dậy của một người bị ruột thừa thôi nó đau đớn vô cùng, nó giật cả người. Chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên mỗi lần các vị đi vệ sinh là cái gì đó, hay là các vị có lý do rời khỏi giường là các vị ngồi dậy các vị sẽ thấy. Nhưng mà bác sĩ yêu cầu các vị sao? Nên tập ngồi đi tất cả mọi thứ. Mà tập lúc đó có sướng không? Đau muốn chết đi. Cái chân chúng ta bị gãy mà mới băng bột vài hôm tuần vậy đó, thời gian sao đủ đó. Bác sĩ kêu chúng ta tập đi rồi, tập co chân rồi. Bị ruột thừa chưa gì hết trơn á, mới mổ vết thương chưa lành còn rịn máu, rịn mủ, nước vàng, vân vân. Bác sĩ kêu chúng ta đi rồi. Không hề dễ. Nhưng mà sao? Không đi là vết thương khó lành hoặc là nó không thật sự tốt. Có phải không? Thì tôi cho các vị trong đau đớn, trong khổ, trong này kia đó, gắng cười. Cười mà cười gắng, hãy tập, hãy cười và gắng. Nó sẽ có lợi cho tất cả chúng ta. Vì dân gian từng nói câu gì? Nụ cười
khỏi cần uống, chỉ cần cười thôi là bằng 10 thang rồi đó. Tại sao chúng ta không làm? Để kiếm 10 thang thuốc và để có người sắc cho chúng ta 10 thang, dễ hay khó? Thật ra cũng tương đối khó đó. Nhưng mà cái cười của chính chúng ta không nhờ ai hết, không nhờ thầy thuốc, không nhờ người sắc, không bằng bất cứ điều kiện gì, là nó đã bằng 10 thang rồi. Tức là cái đó, cái chúng ta có thể tự làm được cho chính mình, thì tại sao đối với chúng ta nó khó như vậy? Nó khó là tại chúng ta không vượt được qua chính mình. Cũng giống như những người bệnh mà không tự vượt qua để tập luyện thì bệnh kéo dài và rất khó để phục hồi. Thì cái người của chúng ta đau khổ mà chúng ta không luyện để chúng ta có một cái gì đó để nó đối lại với những trạng thái tiêu cực, buồn bã và khổ sầu, thì các vị sẽ rất khó để phục hồi. Nó có hai lý do: lý do từ tâm lý và lý do vật lý. Lý do tâm lý là chúng ta không có giãn nở được cái cơ miệng và thần kinh của chúng ta, không thư giãn được. Thần kinh của chúng ta không thư giãn theo cái chiều hướng mà gọi là tích cực được. Dù chúng ta có cái sự tác động vật lý, các vị thấy những người ngưng tim thì cái này cần sự tác động của một cái máy để mà trợ tim, để mà làm cho nó kích hoạt hoạt động trở lại, đúng không? Vậy thì não của chúng ta có những lúc nó buồn, nó muốn liệt rồi, thì các vị cứ cảm giác rằng là chúng ta nên kích hoạt cho nó bằng một cái gì đó để nó hoạt động trở lại. Vậy thì chúng ta thấy có những lúc chúng ta làm bằng vật lý, nhưng mà nó chuyển được thần kinh hệ, và nó có một phần cứu giãn lại tâm trạng và cái tâm lý của chúng ta. Bên cạnh đó, cái tâm lý chúng ta thay đổi, năng lượng vũ trụ tích cực sẽ đến với chúng ta. Chúng ta ngồi khóc than van, sự thật rằng chúng ta than van là những điều than van sẽ đến với chúng ta. Bây giờ ví dụ tôi gặp một ai đó, tôi than về bệnh tật, hay là than về gia đình, hay là than về tiền bạc, thì các vị sẽ thấy hàng khối những người xung quanh bắt đầu họ đến với chúng ta những câu chuyện họ đau khổ còn hơn chúng ta về điều đó nữa. Có phải không? Chúng ta cứ kể ra tôi thiếu nợ và chưa trả được, và ngân hàng vậy, thì bà kia nó ngân hàng nó cũng đang hẹn tôi vậy đó, ông kia cũng vậy, tôi làm dự án tôi thuê ai ngân hàng vậy, còn ông nọ bà nọ cứ làm. Tất cả những cái nó đến với chúng ta gì? Toàn là nợ và đau khổ về nợ không. Rồi cuối cùng sao? Thôi đồng để mà chịu đựng, để đau khổ trả nợ đi, có phải không? Như vậy thì các vị thấy rằng khi chúng ta nêu ra một điều như vậy, thì cái nhân duyên để tạo năng lượng của vũ trụ nó đến với chúng ta bằng những tình huống đó không? Và những cảm xúc đó không? Nhưng mà các vị nêu ra một niềm vui và các vị thể hiện một niềm vui, thì nó lại có những lý do để nó thu hút những cái yếu tố vui về với chúng ta một cách rất là tự nhiên. Ví dụ như các vị cảm thấy đến đó mà các vị là mặt buồn, hoặc là các vị ngồi trong một cái nơi tập thể nào đó, các vị chọn một cái góc, các vị ngồi mà khóc, thì những người có tâm trạng khóc bắt đầu tìm đến để cùng chia sẻ, đồng cảm. Có phải không? Như vậy không phải là một người lạc quan để đến sách chúng ta dạy. Nếu có một cái người mà như một nhà tu, một nhà tâm lý á, thì họ sẽ đến đó họ sách chúng ta dạy. Còn nếu không khéo, thông thường người ta hay đến gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chúng ta ngồi khóc là sẽ có những người có nỗi niềm sẽ đến để tìm sự đồng cảm, chứ không có gì trơn trọi. Và như vậy là sao? Nghe rồi chết luôn. Trước đó chưa chết nhưng mà nghe hồi chết luôn. Các vị nên nhớ là như vậy. Đây là điều mà các vị hiểu được cái cốt tủy của một vấn đề. Vậy thì tôi nói với các vị, trong những bài giảng và trong những cuộc tiếp xúc thông thường, đa phần, xin thưa các vị, tôi ít bao giờ nói theo tâm trạng của người khác, mà đa phần tôi hay nói ngược, và đôi phần tôi hay hét vào người ta. Các vị nhớ kỹ, thật ra nếu tôi đồng cảm với các vị được gì?
Giống như câu chuyện này tôi nói thật với các vị, tôi kể rồi nhưng mà hôm nay tôi nói là như một sự dẫn dụ thôi, sau đó cắt bỏ. Đó là cái tôi có một cô Phật tử ở Hàn Quốc. Một ngày đó điện cho tôi, nói là thầy ơi con đau khổ quá và con muốn tự tử. Tôi hỏi chuyện gì mà đau khổ dẫn đến tự tử vậy? Nên cô này mới nói là bây giờ con bất hạnh quá, con sống không có hạnh phúc. Bây giờ con có chồng về Hàn Quốc rồi, nhưng mà ở bên nhà cha con đang ung thư, chồng con đang ung thư, rồi con thì bị trầm cảm nặng, và bây giờ một mình con phải gánh những người đang là như thế này. Con không thật sự được hạnh phúc, nhìn bên đâu cũng khổ hết á. Và nếu các vị là một người trong hoàn cảnh của cô như vậy, hoặc là các vị là người nghe một người chia sẻ như vậy và họ đau khổ về hoàn cảnh đó và họ muốn chết đi, thì các vị sẽ làm gì? Hả? Các vị sẽ làm gì? Đa phần là nhìn nè, nếu bình thường á, ôi ôi tội nghiệp con quá ha, sao mà đau khổ dữ vậy con, phải nói là sống nó không có được hạnh phúc vậy đó, cô hay là chú như con chắc cũng chết quá chứ sao chịu nổi, thôi gán đi con này kia nọ để chịu đựng này con thấy đấy ha. Còn nếu là thầy tu thì sao? Trời cũng là rất đau khổ, nghiệp chướng nặng nề sâu dày, thôi gán chịu đựng vượt qua, gán sám hối đi con, ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước để mà chịu đựng, để mà bớt nghiệp đi con, hoặc thế thế này thế kia, đúng không? Rồi người mà gọi là nhẹ dạ hơn nữa thì sao? Trời ơi tội nghiệp quá vậy, trời ơi sao đau khổ thế thế. Có phải không? Người ta cứ đồng cảm và người ta đi theo tâm trạng như thế. Vậy thì cái người mà chia sẻ với chúng ta, họ sẽ được gì? Họ sẽ được o bế niềm đau nỗi khổ. Có phải không? Những điều tôi diễn ra, tôi diễn tả lại cho các vị, các vị có thấy rằng những người mà chia sẻ như vậy có phải là đang o bế niềm đau của nỗi khổ của họ không? Tức là làm cho họ an tâm về nỗi khổ đó, bao bọc cái nỗi khổ đó, được nỗi khổ được vuốt ve, nỗi khổ được đồng tình, nỗi khổ được những người khác chia sẻ nỗi niềm, vậy khổ luôn đi con, và cảm thấy rằng cái khổ này hợp lý, đúng không? Trong vô thức của mình nó tự hợp lý cái khổ này, tức là mình tự cụ thể quá mà, mình kể ai cũng đồng cảm hết mà, có phải không? Kể với ông thầy thì ông thầy nó nghiệp chướng nặng nề quá vậy con này kia nọ, thôi đời nó vốn là đau khổ, thôi gắn tu gắn gì đó để mà gọi là chuyển nghiệp như vậy này kia nọ, thầy cũng đồng cảm, và thầy cũng không phải là bác sĩ, thầy chia sẻ với con đến vậy thôi, có phải hợp thức quá nỗi niềm đau khổ nữa không? Rồi đến với một người mà khóc nữa, trời ơi em mà như chị chắc vậy, hay là tôi mà như bà chắc là tôi chết luôn quá, bắt đầu cũng khóc theo, nghe mà mũi lòng mà khóc theo, có phải không? Vậy thì sự đồng cảm này có thể các vị không nghĩ rằng các vị đẩy cho người ta vào lúng lầy, vào đau khổ và dẫn đến cái chết. Bởi vì các vị nó xuất phát từ cái trái tim các vị cảm giác là đang thương người mà, đang đồng cảm với người mà, đang có từ bi với mọi người mà, đang là một cái tâm tốt mà. Nhưng mà thật nghĩa các vị có tốt không? Các vị đang đẩy cho người ta khổ đau hơn và người ta đi đến chỗ tự tử đó. Bởi vì các vị đồng cảm thì vô thức và tâm trạng của người đó cho rằng là nỗi khổ mình là đúng. Có phải không? Họ cho là đúng thì họ khổ tiếp, đúng không? Thì cái gì cái đúng này các vị sẽ làm tiếp chứ, đúng không? Cho nên các vị không có hiểu những lý do của cái vô thức và tâm lý một cách phức tạp nơi con người chúng ta. Tôi nói thì các vị hiểu là như vậy. Cho nên chính vì vậy các vị sẽ làm cho một cái người đang là o bế niềm đau nỗi khổ và ôm ấp nỗi khổ, và họ sẽ vùi sâu trong đau khổ, và nếu tệ hơn họ sẽ chết trong đau khổ. Nhớ nha, cái này quan trọng vô cùng nha. Rồi các vị biết lúc đó tôi trả lời sao? Lúc đó tôi cười. Cái giọng cười này nó một trong bốn giọng cười mà khó chịu hồi nãy đó. Cái giọng cười cuối cùng á, phải không? Tức là giọng cười mà gọi là gì? Giọng cười mà gọi là châm biếm, hay là giọng cười ngạo nghễ đó, những giọng cười mà gọi là không được chấp nhận đó.
Nếu mà thông thường một người than khổ và đang khóc lóc và đòi chết mà mình cười, có nghĩa là giọng cười đó thông thường người ta cứ cảm giác rằng cười ác vậy, có phải không? Nếu một người mà nghe bình thường hỏi ra xong cười ác vậy, ông tu mà không có từ bi vậy, ta đang đau khổ người ta khóc vậy tự nhiên ông cười đó, người ta sẽ nghĩ tôi như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng khi tôi lắng nghe câu chuyện, tôi đã có cái nghĩ về phản ứng về vấn đề rồi. Chưa dứt câu chuyện là tôi đã biết giải quyết vấn đề với họ rồi. Cho nên sau đó khi tôi cười, cái cô này cũng ngạc nhiên. Cô mới hỏi, ủa sao thầy cười? Tôi nói là con đang hạnh phúc mà sao con nói con đau khổ? Khi cái vị này mới ngạc nhiên, mới nói, ủa thầy nói lạ vậy? Con có chỗ nào hay là có lý do nào để gọi là hạnh phúc? Đầu lời đầu tiên thầy nói với cô này một câu, giả dụ cái người ung thư đó không phải chồng con, không phải cha con, mà con ung thư thì con cảm giác thế nào? Thì cô này giật mình, đầu tiên là giật mình liền. Rồi tôi mới phân tích hơn. Thật ra con đang may mắn, ung thư này không phải là con, mà là chồng, là cha. Nhưng mà con không có hiểu ra được cái sự may mắn của mình. Con đang trở thành người vĩ đại, đang trở thành chỗ nương tựa, và đời sống của con đang làm một cách rất có ý nghĩa. Nhưng tại sao con lại xem thường và phủ nhận, và thậm chí nghĩ chết đi? Nếu con chết, những người còn lại sẽ chết. Nhưng mà con sống một cách có ý nghĩa, thì những người còn lại, thứ nhất chưa chắc chết, nhưng mà con lại cứu vãn được gia đình và cuộc đời con. Đây là cơ hội để con thể hiện được giá trị của mình. Giá trị về tình thương, giá trị về đạo đức, giá trị về lòng hy sinh. Con người đâu phải đi tìm sống cho mình con. Con người đâu phải để thụ hưởng cho bản thân mình con. Nếu là như vậy, tầm thường lắm. Con người hy sinh mà sống được cho người khác, phải biết chia sẻ những hoạn nạn mà những người thân đang là, con trở nên vĩ đại và sống có ý nghĩa. Tại sao con chối bỏ? Và nếu con thấy rằng con đang có ý nghĩa, thì con có nghĩ con đi chết không? Chính tâm trạng con tồi tệ và con nghĩ đó một cái cách như vậy, cho nên dẫn đến con bị trầm cảm. Nó bị chết nặng là từ cái tâm trạng của con và gia đình đang là. Còn nếu bây giờ con hiểu được vấn đề, con thay đổi, con thấy bây giờ con cần tích cực hơn, cuộc sống con có ý nghĩa hơn và may mắn, người thân mình bệnh mà không phải mình bệnh á, thì cũng là may đi. Đứng về góc độ nào đó mình vẫn khỏe. Mình khỏe để lo cho người hay là mình muốn bệnh để người lo mình? Hả? Các vị muốn muốn cái nào? Vậy tại sao đang là vậy mà lại khổ? Chưa hiểu, các vị hiểu. Như vậy các vị cảm thấy rằng là vấn đề nó không phải là nó nan giải ở vấn đề, mà nan giải ở cái tâm. Hiểu được vấn đề thì cũng tình huống đó trở nên hạnh phúc và an vui. Còn không hiểu được vấn đề cũng là vấn đề đó, nhưng mà tồi tệ, đau khổ và dẫn đến chết đi. Có thể tự tử thật sự. Bởi vì mình thấy rằng bao nhiêu người làm khổ mình. Mình có tâm trạng đó, mình cứ cho bao nhiêu người làm khổ mình. Bà kia làm vợ, làm con sao được vậy. Còn tôi làm vợ mà sao tôi như vậy, tôi làm mẹ sao tôi như vậy, tôi làm con tôi như vậy, đúng không? Nghĩ ra như vậy là đau khổ cái bằng là tủi thân, tủi phận và đau khổ. Và bây giờ không phải gánh một mình nữa, mà gánh cả khối người. Bao nhiêu người đè hết lên đầu tôi, bao nhiêu người đổ hết trên đôi vai tôi. Trời ơi, cuộc đời sao là như vậy? Khổ chưa? Hả? Khổ không? Nghĩ như vậy là khổ rồi, là muốn chết rồi. Nhưng mà ngược lại những vấn đề tôi nêu, sau khi nói xong, cô này nói, trời ơi thầy ơi, con buông gánh nặng nỗi niềm đau khổ hơn 95% rồi, con cảm ơn thầy. Vậy các vị có cảm giác rằng là có những vấn đề mà chúng ta nên tỉnh táo và nên cười, và hãy đặt ngược lại vấn đề như tôi nói hồi nãy. Đặt ngược lại vấn đề như tôi nói hồi nãy, chúng ta cười gì? Tức là mình thông thường mình cần niềm vui. Có cái gì vui để mình cười? Có cái gì vui để mình vui? Nhưng bây giờ mình đặt ngược vấn đề lại là mình hãy cười, mình hãy vui để mình được vui.
Hãy làm những điều như vậy, chứ đừng mai này đòi hỏi nữa. Đừng đòi hỏi những điều như vậy nữa. Bởi vì thật ra các vấn đề trên cuộc đời không bao giờ như mình mong muốn đâu các vị. Các vị phải biết rất rõ nó là như vậy. Trên cuộc đời các vấn đề diễn ra nó không bao giờ như mình mong muốn. Nó sẽ có những sự thay đổi, nó có những sự khác biệt mà mình ở đây phải sẵn sàng. Cho nên con người cầu toàn là con người rất là áp lực và con người rất là đau khổ. Bởi vì trên cuộc đời có cái gì thật hoàn hảo đâu. Các vị thấy cơ, trên cuộc đời cái gì mà thật sự hoàn hảo? Được hoàn hảo thì quá hạnh phúc và quá tốt. Nhưng mà cái gì được hoàn hảo trên cuộc đời đâu? Cái gì nó cũng có một cái mặt giới hạn và cái khiếm khuyết của nó trơn trời. Cho nên các vị thấy cái biểu tượng của iPhone không? Biểu tượng iPhone là gì? Trái táo, mà trái táo làm sao? Trái táo khuyết lỗ. Trái táo giống như ai cạp lỗ vậy đó, các vị không? Tôi ngày xưa tôi không hiểu, ủa sao tự nhiên cái trái táo lành lặn không đẹp hơn, sao tự nhiên trái táo khuyết lỗ nè. Nhưng mà cái gì đó là suy nghĩ của thiên tài. Những người nghĩ ra được cái logo đó là suy nghĩ của thiên tài, không phải đơn giản đâu. Nếu để cái trái táo hoàn hảo thì thật tình mà nói nó quá bình thường, nhưng mà nó không bao giờ là một sự thật trên cuộc đời. Nhưng mà cái trái táo mà bị khoét lỗ đó đó, hay là bị ai cạp lỗ đó đó, cái trái táo đó nó sẽ là sao? Trái táo bất thường. Nhưng mà trái táo đó là phản ánh chân lý của cuộc đời. Sự tương đối của cuộc đời là tuyệt đối, chứ không phải có một sự tuyệt đối trong cuộc đời này. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở trong cuộc đời này, chúng ta nên tạo những cái gì, dù niềm vui, hạnh phúc hay là đau khổ, phải đặt nó trong mức độ tương đối. Hãy đặt nó trong mức độ tương đối. Dù không thật sự hoàn hảo, chúng ta vẫn vui và hạnh phúc với không hoàn hảo đó. Và những cái gì nó rơi vào trong cái việc là nó bất thường, nó dưới hơn cái mức mong cầu của chúng ta, thì chúng ta cũng phải tự tin đón nhận nó một cách là vững chãi. Tôi mong là cái người học Phật của mình sẽ có những cái tư duy quán chiếu để ứng dụng cho bản thân mình, để đem lại cái giá trị sống nó tốt đẹp hơn. Mai này cái việc vui buồn gì đó chưa biết, nhưng mà cứ trầm tĩnh và cứ làm mỉm cười một cái cách gọi là tự tin đi. Các vị lạc quan, các vị mỉm cười và các vị có nụ cười, nó sẽ tạo cho các vị được nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Thứ nhất, người cười là người đã có tự tin. Người không có niềm tin, không có tự tin mình là cười không được. Các vị nhìn các cái thí sinh đi thi, có thí sinh nào cười không? Cười gì nổi mà cười. Trong đầu đầy áp lực đó. Đừng nói đâu, tại chùa Hòa Khánh này là nơi đào tạo giảng sư đó. Cho nên là những cái giảng sinh mà lên thực tập đó, đa phần á, cười không có nổi. Mà nhất là những người thực tập lần đầu, có phải không? Lo nhớ bài không là không biết cái mặt mình diễn biến làm sao rồi, có phải không? Nhiều khi mặt mình nhăn như này mà mình cũng không có biết, bởi vì lúc đó mình tập trung, mình lo nhớ bài. Cho nên người cười được là người tự tin, đúng không? Thí sinh nào cười được là thí sinh có tự tin. Và thí sinh nào cười được hay là người nào cười được, làm cho những khán thính giả và những người đối diện với mình tăng thêm niềm tin về mình. Cho nên là đối tác làm ăn cũng phải nhớ này nha, giá nào cũng phải cười với đối thủ mà. Đó. Cái đó thật là như vậy mà. Làm sao trước hết cười với đối thủ để thể hiện tự tin. Rồi thứ hai là cười gì? Cười nó tạo cho các vị một niềm lạc quan trong cuộc sống. Niềm lạc quan. Lạc quan là một cái, những cái tích cực. Cho nên tôi nói với các vị, cái người xưa có nói câu là người lạc quan là người tự ban thưởng cho chính mình, người bi quan là người tự trừng phạt cho chính mình, đúng không? Vậy tôi nói với các vị, câu chuyện vừa rồi tôi nêu, có phải cái vị đó đang bi quan là họ đang trừng phạt không? Và trừng phạt đến mức độ, cái trừng phạt mà khổ sầu nhất là gì? Là gì? Là tự tử.
Cái nỗi niềm bi quan nó trừng phạt đến cái góc độ có dẫn người này đến chỗ tự tử. Nhớ nha, rất là quan trọng. Còn bây giờ cũng trong hoàn cảnh đó mà người này lạc quan thì sao? Cứu giãn lại các vấn đề, trước hết cứu giãn được bản thân. Cái tâm trạng mình không tồi tệ như vậy, hai nữa là gì? Tâm trạng mình không tồi tệ, mình cứu được đứa con. Có phải không? Mình sắp chết mà nó trầm cảm, sao cứu nó? Mình phải lạc quan, mình phải sống tự tin, yêu đời, mình vững chãi lên, mình mới cứu được những người trầm cảm chứ. Cho nên Tết năm đó cô này về và ghé thăm tôi và cảm ơn thầy, con đã được phục hồi, cha con cũng tạm ổn định, chồng con cũng tạm ổn định, và bây giờ con cảm thấy là con vui với gia đình đang là. Như vậy thì tôi nói với các vị, họ lạc quan, bắt đầu họ ban tặng lại chính mình chưa? Họ ban tặng những niềm vui, họ ban tặng những hạnh phúc, họ cứu giãn lại những cái tồi tệ đang diễn ra. Vậy thì người bi quan, người trừng phạt lấy chính mình, có thể việc đó không đến đổi tồi tệ để mình trừng phạt, nhưng mà tư duy tiêu cực của mình nó dẫn đến cái tâm trạng của mình tồi tệ. Các vị nên nhớ. Cho nên Phật Pháp giúp cho chúng ta gì? Có trí, có chánh niệm để nhận chân được cái gì? Cái sự vô thường. Nhận chân được tất cả các việc là thăng trầm được mất là chuyện bình thường. Thậm chí bản thân mình còn chưa vững bền, đừng nói tất cả những gì xung quanh. Vậy thì nhờ quán chiếu tư duy như vậy, nó sẽ giúp cho các vị dễ dàng trầm tĩnh hơn với những thành bại được mất xung quanh trong cuộc đời của chúng ta. Rồi, Đức Phật dạy chúng ta làm sao có chánh niệm để giữ được sự trầm tĩnh. Đa phần khi con người mình không có chánh niệm thì chúng ta gọi là thất niệm đó. Thì cái thất niệm nó đẩy đến gì? Thất niệm nó dẫn đến cái sự suy nghĩ vội vàng. Và chính cái sự vội vàng nó dẫn đến cái sự cái tư duy nhầm lẫn và tiêu cực, và ứng xử không thích nghi với các vấn đề. Đây là những điều tôi nói với các vị. Cho nên cái người có tư duy trầm tĩnh là người có chánh niệm. Các vị là người học tu, các vị cần phải thể hiện điều này. Tôi thấy chúng ta có thể lạy Phật, có thể tụng kinh, có thể ăn chay, có thể làm nhiều cái việc mà về hình thức á, xem như là chúng ta tu. Nhưng mà tâm của các vị đa phần là dường như không có được chuyển hóa. Các vị phản ứng lúc nào đa phần cũng vụng về và phản ứng theo cảm tính và rất là vội vàng. Các vị có thể đang lại Phật, nhưng mà ai lỡ đi đụng các vị lúc đang lại Phật, các vị sẽ phản ứng một cách rất là không bình thường. Đó, đây là tôi nói. Như vậy chúng ta có thể thể hiện cái thái độ bên ngoài cho sự tu tập, nhưng bên trong là cái ít được quan tâm tu tập. Mà cái cần tu tập là cái bên trong, nhưng mà lại chúng ta không quan tâm. Các vị có thể lạy Phật rất nhiều, các vị có thể tụng kinh rất nhiều, các vị có thể đi ban cho rất nhiều, các vị có thể ăn chay, chay trường, tất cả mọi thứ, cái đó các vị có thể làm được. Nhưng để các vị trầm tĩnh trong các việc, thành bại được mất khổ vui là cái này không dễ. Vì chúng ta gì? Chúng ta thiếu đi cái sự tu tập chuyên sâu. Cho nên trong một lần tôi có tiếp cuộc điện thoại của một người Phật tử tại Mỹ điện về. Khi cô điện thoại gặp tôi và chưa nói lời nào là cô đã khóc. Thì tôi để cho cô khóc hết cái nỗi niềm đó đi, rồi cô cứ kể. Sau khi khóc xong cô mới nói rằng: "Thầy ơi, con rất là đau khổ." Tôi hỏi: "Đau khổ chuyện gì?" "Là chồng con mới nhập viện 3 ngày. Hai vợ chồng năm nay trên 60 rồi. Trải qua hơn 10 năm tu tập tụng kinh niệm Phật ăn chay. Và hôm nay tình cờ cái người chồng sau đó tự nhiên ói ra máu, rồi cái đưa vô bệnh viện, cái bệnh viện người ta khám, người ta kiểm tra là ra là bệnh ung thư bao tử. Cô này về vật vã và đau khổ mấy ngày qua, hôm nay tương đối bớt, giữ trầm tĩnh lại một chút mới điện cho tôi.
mà điện trong nước mắt và nỗi niềm. Tôi nghe kể xong tôi hỏi cô một câu: vậy 10 năm qua hai vợ chồng cô tu tập là để làm gì? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Vậy thì một người có tu tập cũng vật vã, khóc lóc và đau đớn như một người không có tu tập, thì giữa tu tập và không tu tập khác nhau chỗ nào? Tôi ngồi tôi phân tích vì sao lại diễn ra chuyện này. Có phải không? Vì sao lại diễn ra chuyện này? Vì ở chỗ chúng ta tu tập, chúng ta nghĩ rằng những cái hình thức mà chúng ta làm bên ngoài là đã tu, nhưng mà chúng ta không biết rằng cái gốc của vấn đề nó nằm ở trong tâm. Vậy thì các vị có tu tập mà những người không tu tập biểu hiện giống nhau, thậm chí còn tệ hơn một số những người ta không tu tập mà ta mạnh mẽ nữa. Vậy thì ở đây tu tập để làm gì? Tu tập cũng khổ như thiên hạ, vật vã như thiên hạ, bởi vì chúng ta đang có niềm tin chứ không phải đang ứng dụng chân lý đạo Phật. Chúng ta nghĩ chúng ta làm những điều đó để không diễn ra những điều tồi tệ này. Các vị hiểu như vậy là sai rồi. Các vị nghĩ các vị ăn chay, các vị niệm Phật, các vị tụng kinh, các vị làm ghê gớm như vậy đó là các vị mua chuộc được những điều mà gọi là bất như ý, những điều nó không như mong muốn, những điều đau khổ sẽ không diễn ra với chúng ta. Chúng ta nghĩ đó là do niềm tin chứ không phải là chân lý thật của cuộc đời. Các vị nào coi bộ phim Buddha? Ai đã coi bộ phim Buddha rồi? Hả? 55 tập bộ phim Buddha. Trong đây coi quá ít. Cố gắng về nhà gán coi cho hết. Ha, bộ phim Buddha 55 tập quá tuyệt vời. Tôi hỏi với các vị, trong cuộc đời của Đức Phật khổ nhiều hay vui nhiều? Đó, Đức Phật mà còn khổ nhiều như vậy thì đừng nói chúng ta. Nhưng mà các vị thấy rằng thái độ của Đức Phật ứng xử với cái khổ như thế nào? Cái điều quan trọng là ở chỗ đó, chứ không phải là Đức Phật không bị khổ hay là không gặp khổ. Các vị có tu cỡ nào các vị bằng Đức Phật không? Các vị ăn chay cho con gác guộc các vị luôn ha. Rồi các vị nói chung là lại xói chán các vị luôn ha. Các vị nói chung làm điều khủng khiếp của các vị. Có hơn được Đức Phật chưa? Vậy tại sao Đức Phật là một người trọn vẹn và tuyệt vời như vậy, nhưng mà cuộc đời Đức Phật diễn biến nỗi đau, nỗi niềm mà sầu khổ của cuộc đời á kinh khủng. Nếu một người thông thường gặp diễn biến đó là chết từ lâu rồi. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nhưng Đức Phật vẫn sao? Điềm nhiên vượt qua và giải quyết các vấn đề một cách hài hòa, trong trầm tĩnh và trong một cái trạng thái của con người giác ngộ, an lành. Dù đó là một biến cố gì không biết, nhưng bản thân Đức Phật vẫn điềm nhiên để xử sự và vượt qua. Vậy có phải cái tuyệt vời nằm ở chỗ đó không? Còn cái các vị ở chỗ đây, các vị nghĩ sao? Hằng ngày lại Phật nè, được Phật gia hộ, ăn chay được Phật thương nè, cho nên làm nhiều công đức lành, cho nên là Phật quý nè, gì đó, cho nên là có những điều nó không diễn ra đâu, thế, cho nên diễn ra cái nằm dạ với Phật. Có phải không? Cho nên diễn ra khóc lóc giật giả: trời ơi Phật ơi, con ăn chay như vậy, con tụng kinh vậy, mà sao chồng con như vậy, hay là hoàn cảnh gia đình vậy? Các vị lật hết mấy trang kinh Đức Phật có nói là cứ làm vậy đi, điều đó không xảy ra. Các vị nào kiếm được một trang đó, tôi lại trang đó và tôi hành trì. Hả? Các vị đi kiếm một trang kinh nào mà Đức Phật có nói câu đó: con tụng kinh ăn chay niệm Phật để tất cả những điều mà gọi là bất như ý trong cuộc đời không diễn ra, có trang kinh đó, tôi lại và tôi xin nguyện hành trì suốt đời, con y giáo phụng hành. Được không? Hả? Các vị làm không? Tìm giùm tôi không? Hả? Vậy các vị xét lại cái cách các vị đang tu, nó giống như Đức Phật dạy hay là giống như ta tưởng tượng? Nó đang rơi vào sự tưởng tượng của chúng ta. Cho nên chúng ta tu tập rơi vào tưởng tượng, và chính cái tưởng tượng làm sao chúng ta trưởng thành được trong tâm thức, làm sao trí tuệ phát sinh, làm sao chúng ta có thể vững chãi được tất cả mọi điều, thành bại được mất trong cuộc đời.
Các vị có làm cách mấy COVID diễn ra là diễn ra. Các vị làm cách mấy động đất diễn ra là diễn ra. Các vị làm cách mấy sóng thần là sóng thần. Các vị làm cách mấy các vị có chết không? Rồi tất cả chúng ta đều phải chết. Vậy thì ở đây các vị nhớ kỹ rằng nhận được chân lý là những điều diễn ra vốn là cái phải diễn ra, cái đương nhiên. Và hãy làm sao tập cho mình được trầm tĩnh hơn, có chánh niệm hơn, và để thấu tình đạt lý hơn trong tất cả các tình huống, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng về nó để rồi những điều không như chúng ta tưởng tượng nó làm gục ngã chúng ta. Và thậm chí một số người mất niềm tin nữa. Tôi ăn chay niệm Phật nhiều vậy mà chị con cái tôi vẫn hư vậy, rồi chuyện đó vẫn diễn ra vậy, thì thôi giờ Phật Pháp gì không linh gì hết trơn rồi. Vô tình sự hiểu lầm lại đẩy chúng ta rời xa Phật Pháp. Có phải không? Câu chuyện này nó gần giống như câu chuyện ông trưởng giả kén rễ vậy đó. Càng tụng kinh con càng chết. Thất vọng không? Đau khổ không? Bất mãn với Phật Pháp không? Và mất niềm tin không? Trời Phật gì cũng liện, chuông mỏ liện, kinh sách liện, thầy chùa chửi đánh đập hết, đúng không? Sẽ dẫn đến những cái như vậy. Cái đó do lời Phật dạy hay là do chúng ta hiểu sai? Do chúng ta hiểu sai. Cho nên chúng ta tu không được hạnh phúc an lạc, và chúng ta không biết làm chủ mình trong các tình huống không như ý, đó là do chúng ta chưa trải nghiệm và chưa có tu tập tâm thật sự, mà chúng ta đang có niềm tin và thể hiện một vài những hình thức lễ nghi bên ngoài thôi. Và các vị lấy cái đó để đánh đổi lại cho tất cả những cái gì nó lớn lao trong cuộc đời, không có tương xứng đâu. Các vị đến với Phật Pháp nó y chang như những gì tôi nói trước kia vậy đó. Tôi cho người ta thí dụ, một thí dụ trong một tình huống nào đó cũng hoài giảng. Tôi nói là có một người cầm cái cục đá nặng trên tay vậy nè, cầm lâu rồi sao? Mỏi tay. Rồi mỏi tay làm gì? Phải à, giỏi à, được dạy giỏi quá. Mỏi tay cái làm gì? Lắng nghe có ông nào linh thiêng, bà nào linh thiêng, núi Bà Đen, núi Sam, núi Sập hay là chùa Hòa Khánh hay là gì đó. À, lắng nghe cái ông nào linh thiêng, bà nào linh thiêng để sao? Ghề đến đó. Có phải không? Ghề đến đó làm gì? Cầu xin thánh thần Phật trời gì đó hen. Cái tay này con đau nhức quá trời đúng hen. Này kia cái nọ cái dài chắc chết con quá. Phật trời thánh thần ông bà gì đó linh thiêng hen. Phù hộ sao này kia gia hộ cho cái này kia kia nọ. Cái cánh tay con hết đau nhức này kia chứ đau nhức vàng sao con chịu nổi. Có phải không? Cái thánh thần ở trên cao nhìn xuống mới nói sao? Nhìn xuống mới thấy rất rõ. Cái tay đau là do cái gì? Do cầm cái cục đá nặng. Thánh thần mới nói sao? Trời ơi, đau tay này, nhức tay này là do cầm cái cục đá nặng. Buông xuống đi nó sẽ hết nhức. Thánh thần dạy như vậy đó. Nhưng mà mình sao? Không. Con làm sao mà con cầm như vậy nè? Mà thánh thần linh thiêng con nghe rồi. Trước khi đến đây là con nghe đồn dữ lắm, con mới tới đó. Làm sao đó? Phù hộ gia hộ con cầm vậy, nhưng mà đừng đau nhức, đúng không? Lúc đó thánh thần ở trên nói gì? Tao bó tay với mày. Tôi nói thật với các vị, tôi thí dụ như một chuyện hài, câu chuyện hài, nhưng đó là sự thật. Tất cả các vị không bao giờ buông xả, không bao giờ nhịn nhường, không bao giờ tha thứ, không bao giờ chấp mắt trong lòng, ganh tị trong lòng, hờn giận trong lòng, sợ hãi trong lòng, thù hận trong lòng, ích kỷ trong lòng. Các vị không bỏ bất cứ một tâm niệm nào mà các vị muốn các vị an lành. Và các vị trông chờ Phật trời ban cho các vị để được an lành bằng sự cầu cúng của các vị. Các vị quá đáng đối với Phật trời, chứ không phải Phật trời quá đáng với các vị. Các vị ép Phật trời làm những điều không thể. Các vị thấy không? Đó là lời tôi nói rất là thật. Tôi nói rất là chân tình. Cho nên ở đây phải nhìn nhận lại làm sao chúng ta có thể mỉm cười được, có thể bình an được, có thể tự tại được. Không phải là không có những điều bất như ý diễn ra,
bất như ý là cái vốn diễn ra. Phải xét nét trước trong tâm hồn của mình là như vậy. Không diễn ra thì tốt, nhưng diễn ra chúng ta sẽ làm gì? Và người tu chúng ta phải khác với những người thông thường chứ. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta cũng biểu hiện như những người thông thường, ứng xử như những người thông thường, vậy làm sao chúng ta gọi là tu? Bây giờ có trường hợp của cái cô này nè, ở đâu có cái Phật sự cần là cúng, nhưng mà có một người em ruột của mình á, mà muốn đi chung xe kêu mua vé, mà em ruột là rất là nghèo. Như vậy thì ở đây tôi thấy rằng ở đâu cũng cúng, ở đâu khổ cũng lo, vì người này nghĩ cái đó là gì? Tu. Đang tu, đang làm phước, Phật trời chứng giám nhìn vào, lòng lương thiện. Nhưng mà đứa em này là gì? Nó ruột thịt trong nhà, cho nên làm với nó đâu có phước. Chúng ta cứ suy nghĩ phải làm cái người cùi đuôi sức lỡ ở xứ nào đó thì nghĩ rằng mới có phước. Và những người này dù có đau khổ, nó là người thân mình mà, ruột thịt mình mà, đâu có phước. Cho nên mày đi, tao mà không có tiền gán kiếm, không có ở nhà, vé phải tự mua. Vậy thôi, dù nó không đáng. Tôi nói để các vị thấy được rằng là cách tu của chúng ta đang diễn ra như vậy. Đây, một người đau khổ sắp chết kế bên nhà chúng ta, không bao giờ chúng ta giúp đỡ, nhưng mà đăng lên mạng cùi đuôi sức lỡ què chệt gì đâu, đang cần cái chúng ta sao? Cho tôi góp một bàn tay. Có phải không? Vì sao vậy? Vì cái đó đang được đăng trên mạng và mọi người thấy và có sự quan ngên, đồng tình và có những lời. Còn thằng kế bên nhà ai biết tới, chết gục luôn cũng đâu sao, tao cũng đâu quan tâm. Nhớ nha, không khéo chúng ta tu một cách gọi là hình thức giả dối bên ngoài, làm sao chúng ta có thể được an lạc bằng cách đó? Người sắp chết kế bên mình thấy rất rõ nhưng mà không có giúp đỡ. Nhưng mà đăng lên mạng cái hình nào đau đớn ở đâu đó, cho tôi với, cho tôi sức nha, tài khoản đâu tôi gửi nha. Thế. Tôi xin lỗi, không phải là tôi phê phán cái chuyện đó, nhưng mà tôi phê phán những tình huống đó. Cái chuyện giúp đỡ là chuyện rất là tốt, nhưng mà chúng ta phải xét lại rằng hãy làm những cái gì cho nó thật. Những người xung quanh chúng ta sắp chết chúng ta không bận tâm, nhưng mà những người ở đâu đó thì chúng ta lại có một chút quan ngên, có một chút ca ngợi, là chúng ta làm một cách gọi là nhiệt tình. Sự nhiệt tình đó nó có điều kiện, một cái cách gọi là hào nhoáng quá. Tôi nói như vậy không đồng nghĩa là tôi nói tất cả những người làm như vậy là không đúng. Làm là tốt đó, nhưng mà cái tốt như thế nào, và cái tốt như thế nào nó phải thật tốt với chúng ta và với những người được chúng ta làm tốt. Thấy là như vậy. Cho nên ở đây người tu cần xét nét lại cái vấn đề đang là của chúng ta, chọn cái phương pháp tu dùng giáo pháp của Đức Phật như thế nào để tự chỉnh đốn và chuyển hóa, để tự giúp cho mình có thể nâng cao về trí tuệ, về năng lực của tâm linh, về sự điềm tĩnh của tâm hồn. Và cái việc tôi chia sẻ với các vị hôm nay là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, là những cái mà cách thức, là những cái phương thức để góp phần cho chúng ta tăng thêm cái chất lượng của cuộc sống. Cái từ mà xã hội đang dùng á, là hay là tăng thêm chất lượng của cuộc sống đó. Thì chất lượng cuộc sống là chất lượng cái gì? Ăn uống thì thuốc ở trong đồ ăn không? Đi ra ngoài thì ở kẻ nào cũng nói như vậy nhưng mà gạt không? Avatar trên mạng thì nó đăng hình ngược lại, nó chạy xe đạp ôm mà nó đăng 7-8 chiếc xe Mercedes, còn bên cạnh là như thị nở vậy đó, mà đăng lên avatar giống như hoa hậu. Tôi nói như vậy rồi chất lượng cuộc sống ở đâu? Hả? Tại sao bây giờ các vị đi các nơi các vị thấy cà phê cũng cà phê sạch? Trời ơi, cà phê mà cà phê sạch, rồi cái gì đó là sầu riêng sạch, rồi thực phẩm sạch, cái gì sạch? Ủa, nó dơ cái gì? Hồi đó sao mà nó không sạch, mà chất lượng cuộc sống lại có? Còn bây giờ sạch quá mà chất lượng cuộc sống có? Hả? Có chất lượng đâu mà có? Cho nên giờ chúng ta thử niên thấy cà phê sạch, chúng ta thấy sợ không?
đã đăng sạch là biết gì? Cà phê dơ, đúng không? Không cà phê dơ sao sao đăng cà phê sạch? À, trái cây sạch có nghĩa là gì? Trái cây giờ đang đáng sợ, đang nhiễm. Thực phẩm sạch có nghĩa là nhiều thực phẩm hóa chất độc hại nguy hiểm. Vậy chất lượng cuộc sống ở đâu? Vuốt vô miếng không biết sống tới ngày mai không? Ăn miếng rồi có nghĩa sống được hay không? Rồi chất lượng cuộc sống ở đâu? Ngủ với người bạn đời của bên mình, với người thân của bên, không biết ngày mai có còn sống dưới cái tay của nó không? Nhất là có bảo hiểm nha, nhũng là bảo hiểm nhân thọ cả tỷ rồi trở lên nha. Bảo hiểm nhân thọ lại càng đoản thọ. Nó biết mình có bảo hiểm nhân thọ, nó đoản thọ mình trước. Ghê lắm. Vậy các vị nghĩ chất lượng cuộc sống ở đâu? Rồi làm sao các vị có an lành? Vậy bây giờ các vị đợi người khác cho các vị sự an lành, chừng nào các vị an? Các vị phải tự an thôi. Có phải không? Hãy tự an, hãy tự ban tặng cho mình, hãy tự làm cái gì đó để cho mình có niềm vui, niềm an lạc trong cuộc sống. Thì thôi, tôi xin dừng bài chia sẻ lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.